Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 8 tháng 3 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.